Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu tại UEFA Champions League cũng như là Cúp Liên đoàn Anh League Cup mùa giải 2024-2025. Và trước tiên xin được chúc mừng cổ động viên các câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, Borussia Dortmund, Celtic, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur và Brighton. Đây là những câu lạc bộ đã giành chiến thắng trong loạt trận đêm qua và dạng sáng nay. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi điểm lại kết quả thi đấu các trận đấu diễn ra đêm qua và dạng sáng nay cũng như là lịch thi đấu mới nhất trong ngày hôm nay 19 tháng 9 năm 2024 với những trận đấu hấp dẫn diễn ra trong khuôn khổ Cúp C1 châu Âu mùa giải 2024-2025. Với thể thức thi đấu mới tại UEFA Champions League được áp dụng từ mùa giải này, gần như các câu lạc bộ lớn của châu Âu không có thời gian nghỉ. Xen giữa các trận đấu ở giải vô địch quốc gia, giữa tuần sẽ là các trận đấu cúp quốc nội cũng như các giải đấu cúp C1, C2 và C3. Một lịch thi đấu dày đặc khiến các câu lạc bộ phải có lực lượng dày, cùng tài điều quân khéo léo, xoay tua hợp lý, nếu không nguy cơ chấn thương cho các cầu thủ là rất lớn. Trở lại với những trận đấu đêm qua và dạng sáng nay cũng như lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được đắm mình trong giai điệu quen thuộc của nền nhạc Champions League cũng như các trận đấu ở loạt trận đấu cúp ở các giải đấu hàng đầu châu Âu và châu Á. Cụ thể tại cúp C1 châu Âu đêm qua vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 18 tháng 9, câu lạc bộ Bologna dù được chơi trên sân nhà nhưng đã để cho đại diện của Ukraine là câu lạc bộ Shakhtar Donetsk cầm chân với tỷ số hòa không đều. Ở chiều ngược lại, đại diện của Cộng hòa Séc câu lạc bộ Sparta Praha có chiến thắng đậm 3-0 trên sân nhà trước nhà vô địch bóng đá áo là RB Sanburg. Ở loạt trận cúp C1 châu Âu diễn ra vào dạng sáng nay 19 tháng 9, cụ thể vào lúc 2 giờ sáng đồng loạt diễn ra 4 trận đấu với kết quả bất ngờ. Cụ thể nhà đương kim vô địch League Ăng được thi đấu trên sân nhà Công viên các Hoàng tử nhưng Paris Saint-Germain chỉ có chiến thắng tối thiểu trước đại diện của La Liga là câu lạc bộ Girona, trên sân nhà tiếp đón nhà vô địch Serie A là Inter Milan nhưng Manchester City chỉ có trận hòa nhạt nhòa với tỷ số không đều. Có lẽ Man xanh tập trung lực lượng và hướng sự quan tâm đến trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này nhiều hơn. Trong khi đó đại diện Bundesliga là câu lạc bộ Borussia Dortmund có chiến thắng 3-0 trước nhà đương kim vô địch của bóng đá đan mạch câu lạc bộ Club rugger Bất ngờ nhất là chiến thắng đậu của câu lạc bộ Celtic với tỷ số 5-1 trước nhà đương kim vô địch bóng đá Slovakia câu lạc bộ Slovan Bratislava. Tại cúp liên đoàn Anh dạng sáng nay cũng diễn ra hai trận đấu tại vòng 3, kết quả câu lạc bộ Tottenham có chiến thắng 2-1 trước đội bóng hạng dưới Coventry, trong khi đó Brighton giành chiến thắng 3-2 trước Wolverhampton. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và cổ động viên Nam Định nói riêng, tối qua đón niềm vui lớn khi đại diện duy nhất của V-League là thép xanh Nam Định có chiến thắng ngày ra quân ngay trên sân của nhà vô địch bóng đá Hồng Kông là câu lạc bộ Liman với tỷ số 2-0. Trở lại lịch thi đấu bóng đá đêm nay, mọi sự quan tâm người hâm mộ bóng đá hôm nay sẽ là các trận đấu tiếp theo tại vòng lịch của Cup C1 châu Âu mùa giải này. Cụ thể vào lúc 23 giờ 45 phút hôm nay 19 tháng 9 trên sân Raco Mitic của Serbia, nhà đương kim vô địch bóng đá Serbia câu lạc bộ Sao đỏ Biograd sẽ tiếp đón nhà Benfica. Ở trận đấu này đại diện bóng đá Bồ Đào Nha được đánh giá mạnh hơn rất nhiều diễn ra cùng giờ với trận đấu này trên sân vận động Feyenoord nhà đương kim vô địch bóng đá Hà Lan câu lạc bộ Feyenoord Rotterdam sẽ tiếp đón đương kim vô địch Bundesliga câu lạc bộ Bayer Leverkusen. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 9, cấp C1 châu Âu sẽ đồng loạt diễn ra 4 trận đấu với sự góp mặt của những ông lớn. Cụ thể, trên sân nhà Atleti Azuri de Italia, nhà đương kim vô địch Europa League mùa giải trước là câu lạc bộ Atalanta sẽ tiếp đón Á quân ngoại hạng Anh câu lạc bộ Arsenal. Trong khi đó, Atletico Madrid trên sân nhà đón tiếp RB Leipzig câu lạc bộ Monaco trên sân nhà tiếp đón Barcelona và màn so tài giữa đại diện của Ligue 1 là câu lạc bộ Brest và đội bóng đến tứ áo là Sturm Graz.